Trung Quốc, các nhà chức trách Hồng Kông cho biết họ tìm thấy virus SARS-CoV-2 trong các mẫu đóng gói nhập khẩu thịt bò đông lạnh từ Brazil và da lợn đông lạnh từ Ba Lan, đồng thời cam kết sẽ tăng cường kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông CFS đã lấy 36 mẫu để xét nghiệm từ lô khoảng 1.100 thùng thịt bò đông lạnh, có tổng trọng lượng 29 tấn được nhập khẩu từ Brazil qua đường biển. Kết quả cho thấy một bao bì bên ngoài và hai mẫu bao bì bên trong cho kết quả dương tính. Cơ quan cũng thu thập 12 mẫu từ một lô khoảng 300 thùng da lợn đông lạnh, có trọng lượng khoảng 7 tấn, được nhập khẩu từ Ba Lan qua đường biển. Một mẫu ba bì bên trong được thử nghiệm dương tính với COVID-19. Tương tự như ở Trung Quốc Đại Lục, đặc khu hành chính Hồng Kông vẫn đang duy trì chiến lược zero COVID, tiêu diệt mọi ổ dịch COVID bằng mọi giá. Các nhà chức trách đã cảnh giác cao độ khi một làn sóng nhiễm trùng mới đang trở nên khó kiểm soát hơn. Con số nhiễm trùng hàng ngày ở Hồng Kông đã tăng mạnh trong năm nay, đạt kỷ lục 7.533 trường hợp vào hôm 21 tháng 2, áp đảo khả năng xét nghiệm, bệnh viện và kiểm dịch của đặc khu. Hồng Kông đã theo dõi nhập khẩu thực phẩm đông lạnh đối với COVID-19 từ giữa năm 2020 và phát hiện các mẫu dương tính trên bao bì cá chim vào tháng 8 năm 2021 và trên bao bì mực nang vào tháng 11 năm 2021. Các nhà chức trách cho biết, COVID-19 chủ yếu lây truyền qua các giọt bắn và không thể sinh sôi trong thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm và không có khả năng lây truyền sang người qua đường tiêu thụ thực phẩm. Tuy nhiên, họ khuyến cáo mọi người nên xử lý thức ăn sống riêng, tuân thủ các quy tắc, vệ sinh và nấu chính thức ăn kỹ càng. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về diễn biến đại dịch trên thế giới. Một tin vui đã đến trong những ngày đầu năm mới khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron và các biến thể khác trong tương lai của virus SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện kháng thể mới có thể ngăn ngừa COVID-19 khi tìm hiểu một căn bệnh khác. Giáo sư Hoàng Trinh Ghe, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Phúc Đáng ở thành phố Thượng Hải cho biết, bà Hoàng nói phát hiện mới giúp con người đi trước một bước trong cuộc chạy đua với đại dịch COVID-19, theo SCMP. Kháng thể mới được tổng hợp từ các thành phần của hai loại kháng thể do tế bào miễn dịch của con người tạo ra. Khi được tổng hợp, chúng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của biến thể Omicron. Nhóm của bà Hoang cùng các chuyên gia tại Trung Quốc, nghiên cứu lâm sàng quốc gia về bệnh đường hô hấp ở Quảng Châu đã phát triển được 8 kháng thể chống Omicron. Có rất ít loại kháng thể có thể vô hiệu hóa Omicron trên thế giới. Tôi cảm thấy như mình có được thứ trời cho, bà Hoang nói. Đây là phát hiện mới rất ý nghĩa, giáo sư Wen Yu Mei, giám đốc Viện Vi sinh vật gây bệnh tại Đại học Phúc Đáng nói. Bà Hoang nói, kháng thể mới ban đầu được tạo ra để chữa bệnh truyền nhiễm khác, nhưng gây bất ngờ khi ngăn chặn được Omicron. Kháng thể mới khá hiệu quả, nên chúng tôi thử cho chúng phản ứng với biến thể Omicron và điều bất ngờ xảy ra. Bà Hoang nói không tiết lộ bệnh truyền nhiễm trong nghiên cứu là bệnh gì kháng thể mới cũng có thể vô hiệu hóa các biến thể khác của sars cov hai như là delta cũng như tiềm năng ngăn chặn các biến thể mới trong tương lai trong hai năm qua các nhà khoa học luôn đi sau virus sars cov hai vì các phương pháp chữa trị không theo kịp sự xuất hiện của các đột biến mới với các cách tiếp cận mới các kháng thể được sản xuất bằng phương pháp cơ bản có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống covid mười chín sản xuất đại trà các kháng thể này không phải là vấn đề bà hoang nói Phiên bản mới của biến thể Omicron BA2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình đã xuất hiện ở châu Âu và châu Á, nay bắt đầu lộ diện tại Mỹ. BA2 được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàng hình của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR. Kể từ tháng 11 năm 2021, Omicron tạng hình đã xuất hiện ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới, với hơn 8.000 ca nhiễm. Đến nay, Đan Mạch dường như là nước ghi nhận số ca lây nhiễm BA2 nhiều nhất với 6.411 ca mà nước này báo cáo với sáng kiến khoa học toàn cầu reset vào tuần trước. Trong thông báo ngắn mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ, trong khi BA1 trước đây là dòng chủ đạo gây ra số ca nhiễm nhiều nhất, thì xu hướng lây nhiễm gần đây ở Ấn Độ, Nam Phi Vương quốc Anh và Đan Mạch cho thấy BA2 đang ngày càng gây ra nhiều ca bệnh. WHO cho biết, các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu về khả năng và các đặc tính khác của Omicron tàng hình. Đến nay, Omicron tàng hình cũng đã xuất hiện tại Mỹ. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Houston Methodist ở bang Texas trong tháng này đã xác nhận 3 ca nhiễm Omicron tàng hình trong số các bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, Bộ Y tế bang Washington xác nhận hai ca nhiễm Omicron tàn hình, dù các ca này đã được thông báo trên website của cơ quan này là nhiễm biến thể Omicron nói chung. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, cơ quan này đang giám sát Omicron tàn hình, đồng thời lưu ý rằng phiên bản mới này của biến thể Omicron vẫn là một dạng virus có khả năng lây lan thấp. Trong khi đó, cơ quan An toàn Sức khỏe của Anh UKHSA thông báo đã xếp Omicron tàn hình vào dạng một biến thể đang được điều tra. Tiến sĩ Mira trend giám đốc phụ trách về dịch COVID-19 tại UKHSA đã nêu rõ, bản chất của virus là tiến hóa và đột biến, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của các biến thể khác, chừng nào đại dịch vẫn còn tiếp tục. Ông cho biết thêm, cho đến nay chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu Omicron tàng hình có gây bệnh trở nặng hơn so với Omicron tiêu chuẩn hay không. Theo UKHSA đến nay chưa thể xác định ca Omicron tàng hình xuất hiện lần đầu tiên ở nước nào. Trong thông báo ngày 25 tháng 1 Pfizer-BioNTech cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 phiên bản chống biến chủng Omicron trên 1.420 người lớn khỏe mạnh tuổi từ 18 đến 55. Nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn của vaccine, khả năng dung nạp và mức độ đáp ứng miễn dịch của vaccine ở cả dạng liều chính và liều tăng cường. Người tham gia nghiên cứu được chia làm ba nhóm đầu tiên đã tiêm hai liều vaccine Pfizer phiên bản thường trong ít nhất. 90 đến 180 ngày trước thử nghiệm, họ sẽ được tiêm 1 đến 2 mũi vắc phiên bản chống Omicron. Nhóm thứ hai là người đã tiêm 3 liều vắc xin Pfizer, thường ít nhất 90 đến 180 ngày trước nghiên cứu, họ sẽ được tiêm thêm 1 liều Pfizer thường hoặc là 1 liều Pfizer phiên bản chống Omicron. Nhóm thứ ba là người chưa tiêm chủng bất cứ vắc xin COVID-19 nào, họ sẽ được tiêm 1 liều Pfizer thường và 1 liều Pfizer phiên bản chống Omicron. Vắc-xin phiên bản chống Omicron sẽ được tiêm theo liệu 30 microgram bằng với phiên bản thường. Phó Chủ tịch cấp cao Pfizer, Kim trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Vắc-xin Catherine Johnson cho rằng, Mặc dù nghiên cứu hiện tại và dữ liệu thực tế cho thấy mũi tăng cường tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại các bệnh nhân nặng và nhập viện với Omicron, chúng tôi nhận thấy cần phải chuẩn bị trong trường hợp khả năng bảo vệ này giảm dần theo thời gian, đồng thời nâng cao khả năng chống Omicron và các biến thể mới trong tương lai. Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla tháng trước cho biết, nếu thế giới có nhu cầu về vaccine phiên bản chống Omicron, họ sẽ có thể cho ra lọ trong tháng 3. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hãng này nói rằng họ đã bắt đầu sản xuất vaccine này nếu cuộc thử nghiệm này đạt kết quả tốt, đây sẽ là một bước tiến vượt bậc trong quá trình chống lại và đẩy lùi biến thể Omicron, đưa toàn cầu bước vào một giai đoạn kết thúc dịch bệnh Covid-19 hoặc một giai đoạn mới với biến chủng tiếp theo từ loại virus này. Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết rõ virus Corona có sản sinh biến thể tiếp theo hay không, loại vaccine mới này vẫn là một diễn biến đáng để trông đợi và hy vọng. Trong khi các y tá và bác sĩ trên toàn cầu vật lộn với làn sóng COVID-19 lây nhiễm kỷ lục do biến chủng Omicron, các nhà sinh học tiến hóa đang đặt ra câu hỏi về cách biến thể này bùng phát nhanh chóng. Khi biến thể Omicron xuất hiện ở miền Nam châu Phi vào tháng 11 năm 2021, các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên bởi cấu tạo gen của nó. Omicron có số lượng đột biến so với chủng ban đầu nhiều kỷ lục, lên tới 53. Trong một nghiên cứu công khai tuần trước, một đội ngũ nhà khoa học quốc tế tiếp tục công bố những khám phá mới về chủng này. Họ phát hiện ra Omicron có 13 đột biến rất hiếm khi được tìm thấy ở các dòng virus Corona khác. Về mặt lý thuyết, các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho Omicron, nhưng khi chúng kết hợp lại cùng nhau, chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho Omicron. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra cách Omicron đi ngược lại các quy luật tiến hóa bình thường và sử dụng những đột biến này để trở thành siêu biến chủng áp đảo toàn cầu trong thời gian ngắn đột biến là một phần của virus corona. Trong phần lớn năm 2020, các nhà khoa học nhận thấy rằng các virus SARS-CoV-2 có các đột biến, nhưng quá trình biến đổi diễn ra tương đối chậm cho tới cuối năm. Sự xuất hiện của Alpha, Beta, Delta đã gây ra làn sóng buồn nổ toàn cầu. Cuối năm 2021, Omicron xuất hiện với lượng đột biến tăng gấp đôi với các chủng khác. Ngay sau khi Omicron xuất hiện, chuyên gia virus Dr. Martin và các đồng nghiệp đã phát hiện nó sở hữu một số đột biến giống như Delta hay các chủng khác, cho thấy chúng đã sống sót qua quy trình chọn lọc tự nhiên. Nhưng khi quan sát protein đột biến trên bề mặt của Omicron, các nhà khoa học phát hiện ra những đặc điểm khác biệt. Phần gai của Omicron có 30 đột biến, trong đó 13 đột biến được mô tả là rất hiếm gặp ở các virus corona khác. Một số thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong hàng triệu mẫu virus SARS-CoV-2 do các nhà khoa học giải trình tự gen trong 2 năm qua nếu một đột biến được xem là có lợi cho virus hoặc trung tính, thì nó thường sẽ xuất hiện nhiều trong các mẫu gen được giải trình tự. Tuy nhiên, nơi nó hiếm khi xuất hiện, đó là dấu hiệu nó có thể gây hại cho virus, ngăn virus nhân lên, vì vậy nó mới không xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, Omicron lại đi ngược lại logic này. Theo nghiên cứu, 13 đột biến lạ nếu đứng riêng trẻ có thể gây hại cho virus, nhưng chúng lại tạo thành ra ba cụm. Mỗi cụm thay đổi một phần nhỏ của protein và mỗi cụm đều đóng vai trò trong việc tạo ra đặc tính khác biệt của Omicron. Hai cụm trong số đó khiến cho kháng thể con người khó bám vào virus và đẩy nó ra khỏi tế bào. Vì vậy, Omicron có khả năng lây lan nhanh ngay cả khi con người có kháng thể từ tiêm chủng hoặc từ việc mắc bệnh trước đó. Omicron đã biến 13 đột biến bất lợi thành các có lợi dường như nhờ vào những điều kiện bất thường. Một khả năng được nêu ra là Omicron có thể được ươm một thời gian dài trong cơ thể người có hệ miễn dịch đặc biệt suy yếu, ví dụ bệnh nhân có HIV. Người bị suy giảm miễn dịch không tạo ra nhiều kháng thể nên virus tồn tại thời gian dài trong cơ thể và nhân lên trong thời gian đó, làm gia tăng rủi ro sản sinh đột biến. Trong kịch bản này, cơ thể cá nhân đó trở thành vườn ươm của Omicron. Cho đến nay, biến chủng Omicron vẫn đang là một bí ẩn trong giới khoa học và y tế. Từng nghiên cứu mới bóc tách được, nó đều sẽ trở thành chìa khóa quan trọng cho cánh cửa dẫn đến phương pháp điều trị và phòng tránh hiệu quả nhất biến chủng này. Song sau, sau Omicron còn xuất hiện biến chủng nào khác hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ và chúng ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác với virus Corona trong tình hình mới.